Xin chào các bạn, hiện tại Thành Công đang có mặt tại công viên Nam Kỳ Khởi Nghĩa thuộc địa phận huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Và sau đây xin mời các bạn cùng theo chân Thành Công để chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về công viên Nam Kỳ Khởi Nghĩa này nhé. Công viên được xây dựng trên một diện tích khá là rộng, rất là đẹp. Nơi đây là một khu lý tưởng để cho chúng ta tham quan du lịch. Vào mỗi buổi sáng thì người dân ở đây có thể đến đây để luyện tập thể dục thể thao thì cũng rất là tốt cho sức khỏe, vừa rộng rãi vừa thoáng mát. Phía trên kia là tượng đài. Sau đó chúng ta cùng đi tham quan một vòng, sau đó chúng ta lên cùng tìm hiểu những thông tin về tượng đài. Đây là tượng chân dung của đồng chí Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1915-1992. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng tên thật là Hà Thị Lan, quê ở xã Vĩnh Kim, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay là tỉnh Tiền Giang. Đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 11 năm 1940, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, tỉnh ủy viên, bí thư quận ủy Vũng Liêm, trực tiếp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long, đánh chiếm Đốt Dinh quận và làm chủ quận lỵ suốt 8 giờ liền. Trong quá trình bảo đảm cách mạng, đồng chí được phân công giữ nhiều trọng trách của tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Cửu Long và khu Tây Nam Bộ. Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Quyết thắng hạng nhất, Huân chương Giải phóng hạng nhất, huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác. Đất Vũng Liêm được khai phá từ lâu đời, vốn thuộc Vĩnh Long hồi xưa do chúa Ninh Dương Nguyễn Phúc chú lập thành đơn vị hành chính vào năm Nhâm Tý 1732. Người Vũng Liêm đồng cam cộng khổ từ lâu đời, đã trải qua chặng đường 3 thế kỷ cùng đổ mồ hôi, cùng sôi nước mắt, cùng hy sinh xương máu trong hành trình mở đất, giữ đất và dung đắp cuộc sống. Lịch sử Vũng Liêm gắn liền với lịch sử hào hùng của cả vùng địa linh nhân kiệt, Vĩnh Long nói riêng, đồng bào Nam Bộ nói chung, góp phần làm nên những trang sử vàng của toàn dân tộc. Lịch sử Vũng Liêm gắn liền với lịch sử hào hùng của cả vùng địa linh nhân kiệt, Vĩnh Long nói riêng, đồng bằng Nam Bộ nói chung, góp phần làm nên những trang sử vàng của toàn dân tộc. Trên mảnh đất này, in đậm công lao của lớp lớp anh hùng, liệt sĩ, kiên cường đánh đuổi giặc ngoại xâm từ những cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp và khởi nghĩa Nam Kỳ 23 tháng 11 năm 1940, tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975, hoàn thành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chúng ta tin chắc rằng người Vũng Liêm tự hào về truyền thống vinh quang, càng chung sức chung lòng xây dựng quê hương mình mãi mãi thanh bình và giàu đẹp. Đối diện với bia Nam Kỳ Khởi Nghĩa là tượng đài Lê Cẩn Nguyễn Giao, được xây dựng năm 2004. Tượng đài có chiều cao 7,5m, chất liệu đồng, nặng 21,5 tấn. Tượng được xây dựng nhằm tưởng niệm hai anh hùng dân tộc là Đốc Binh Lê Cẩn và Nguyễn Giao trong buổi đầu lịch sử đấu tranh chống thực dân Pháp. Ngày 20 tháng 6 năm 1867, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long lần thứ hai, cùng với nhân dân cả nước. Nhân dân Vĩnh Long dùng lên tổ chức nhiều cuộc khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm. Đầu tiên có nhóm Đàn Cựu,
là nhóm quan triều đoàn kết khởi binh, rồi đến hai con của Phan Thanh Giản là Phan Tôn và Phan Liêm phất cờ kháng chiến, nhưng lần lượt thất bại. Trước sự đàn áp của quân xâm lăng, lòng yêu nước càng sôi máu căm hờn. Khoảng năm 1872, cuộc khởi nghĩa ở Dũng Liêm bừng dậy, lãnh đạo phong trào kháng Pháp này là Lê Cẩn và Nguyễn Giao. Lê Cẩn và Nguyễn Giao đều xuất thân là nông dân, nhưng có ít nhiều học thức, lại có tấm lòng yêu nước nồng nàn, nên khi hai ông đứng lên kêu gọi nhân dân kháng Pháp, đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của nông dân và sĩ phu quanh vùng. Vào một đêm của năm Nhâm Thân năm 1872, thực hiện chiến lược của Lê Cẩn, Nguyễn Giao, Phó Mai kéo nhóm dân quân chừng dài 30 người đánh phá chợ quận Dũng Liêm, giết chủ quận tên Thực và 6 tên lính. Sau chiến thắng gian dội này, quân Pháp tiến hành đàn áp dữ dội và chúng đưa đốc phủ Tôn Thọ Tường đến trấn Nhậm Dũng Liêm, thay tên chủ quận đã bị nghĩa binh hạ sát. Ngoài ra còn có tên Tham Biện, Asit Salisati, nổi tiếng nham hiểm đi cùng. Nhưng lực lượng kháng chiến không nao núng, tạm thời rút lui, ẩn náu chờ thời cơ phản kích. Để tiêu diệt tên Salisati, Lê Cẩn nghĩ ra kế trá hàng, dụ địch vào bẫy phục kích của nghĩa quân tại Cầu Dông. Ngày 15 tháng 2 năm 1872, Salisati dẫn đoàn tùy tùng đến Dũng Liêm gặp nghĩa quân. Khi đến Cầu Dông, đốc binh Lê Cẩn vừa thấy Salisati ngồi ngựa đến gần đầu cầu, liền chống tầm dông nhảy giọt qua, ôm Salisati giật ngã xuống đất. Và lúc ấy, tiếng chống trận vang lên, Nguyễn Giao kéo nghĩa quân chặn đường rút lui của Pháp và giết trên 10 tên. Trong khi đó, đốc binh Lê Cẩn và Salisati ôm giật nhau, rơi xuống sông và cùng chết dưới nước. Nguyễn Giao lấy thủ cấp Salisati và cùng dân quân chôn cất đôn đốc Lê Cẩn bên một mé rừng. Sau đó, tên tổng đốc Trần Bá Lộc đem quân bắt và giết hết dân trong ấp, thay người lắp cả Dũng Linh, nay đọc chạy ra là Dũng Liêm. Nhà cửa nhân dân cũng bị đốt sạch. Nguyễn Giao tiếp tục kháng Pháp nhưng đại sự không thành. Ông bị giặc bắn thác tại sông Cửa Chiên và thay người chí sĩ trẻ tuổi bị trôi mất tích. Tuy hai anh hùng chí sĩ đã hy sinh, nhưng tên tuổi của đốc binh Lê Cẩn, Nguyễn Giao vẫn sống mãi với sử sanh, được các thế hệ hôm nay lưu nhớ.